Vào cuối năm 2016, Honda và Yamaha đã thông báo về việc hợp tác sản xuất xe gắn 50cc phục vụ cho thị trường nội địa nhằm cắt giảm chi phí sản xuất. Sau cùng, chiếc Yamaha Vino là sản phẩm của thỏa thuận hợp tác nói trên. Yamaha Vino là mẫu xe do Honda sản xuất nhưng mang thương hiệu Yamaha và trang bị động cơ ESP của Honda. Mẫu xe ga cỡ nhỏ Vino 50cc xuất hiện tại Hà Nội là phiên bản nội địa Nhật Bản. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam, xe hướng đến khách hàng trẻ tuổi, học sinh, sinh viên thích di chuyển một mình. Hãy like, share và subscribe video để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Thiết kế tổng thể của xe thì khá tròn trịa, thể hiện ở mọi chi tiết như là đèn pha, mặt nạ và thân xe. Đèn pha tròn của xe được bố trí ở ngay phần mặt nạ, tương tự như là chiếc Neo Classico của Yamaha. Cặp đèn xi nhan nổi dạng cổ điển được bố trí ở phần mặt nạ của xe. Ở đuôi xe, đèn phanh của xe rất nổi bật với thiết kế hình khối khá lớn. Đèn xi nhan sau cũng có thiết kế tương tự. Xe còn được trang bị tay sách mạ chrome khá nổi bật. Về trang bị, Yamaha Vino có đèn pha sử dụng bóng halogen. Mặt đồng hồ analog được tích hợp màn hình LCD nhỏ hiển thị các thông tin bổ sung của xe. Cặp vành 10 inch đi kèm với lốp không xăm. Cốp dưới yên đủ lớn để đựng vừa mũ bảo hiểm cùng với khoảng không gian để các vật dụng nhỏ. Trong một số trường hợp, không gian đựng đồ này có thể được mở rộng ra, có thể vừa cả mũ bảo hiểm trùm đầu, thậm chí là cả hai chiếc. Yamaha Vino lắp động cơ ESP 50 phân khối của Honda, loại 1 xi lanh, 4 thì làm mát bằng dung dịch, công suất 3,3 mã lực ở vòng tua máy 8.000 trên 1 phút, mô men xoắn cực đại 4,5 nanomet tại 6.000 vòng trên 1 phút. Động cơ tích hợp công nghệ ngắt động cơ tạm thời Idling Stop, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu chỉ với 1,85 lít cho 100 km. Quả là một chiếc xe nhỏ gọn với những tính năng vô cùng ưu việt, đặc biệt là không cần tới bằng lái. Và để các bạn có thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này, các bạn có thể truy cập vào website xebảonam.com hoặc xedienbaonam.com hoặc gọi điện tới hotline 0979 66 2288 để được tư vấn. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này của Xe Bảo Nam. Hãy nhanh chóng bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ngay bên dưới video này để bạn có thể nhận được video tiếp theo của Xe Bảo Nam.